Chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái website thuê xe tự lái này hả? Đây là gian chủ ở xa trên đây, đây đăng ký một tài khoản của mình tên gì đó, chết bộ hay đề một số là chết bộ hay đề tài khoản của mình một hai đeo còn mình sẽ có một hai về 4 năm sau đăng ký chỉ có đăng ký thành công thì chỉ đăng nhập về cái tài khoản này một mình ok nào cái nhạc được vô hơn chúng ta chỉ trong này chỉ mới chỉ có hai xe này xe để theo danh sách yêu thích ví dụ mình có một xe đây mình thuê cấm theo dõi cho ai ra xe qua vào danh sách yêu thích của mình và ở đây nó sẽ là chịu bỏ theo dõi đánh giá hiện tại đây có một người đánh giá 2/5 có địa điểm trên luồng á đúng không đánh giá chỗ sao rồi chúng cậy à, hiện tại tài khoản này chưa phải là đối tác nên chưa thể đây thì ai mình đã cập nhật thông tin với nhập địa chỉ rồi chuyên mình à cái này chúng ta cập nhật thông tin thôi mình không thì cập nhật được rồi không mình có thể à, đổi của anh là gì luôn lại thành gì có bạn được đổi theo mình muốn làm cho đối tác bán xe thì mình phải bấm vào cho thành đối tác mình phải đặt tên là tên chủ xe đi thôi gọi là cá nhân mình nhập căn cước của nhau thôi mở vô đối tác để chờ admin duyệt mình sẽ vô tài khoản admin để admin này khi mình chọn admin cơ một hai sáu thôi là nhập đây tài khoản mới đăng ký là đây mình ký phần này tại mình được đã có mình vừa đăng ký rồi đây mình sẽ thông qua quen đơn đăng ký xác thực và cuối cùng là mình bấm duyệt đơn duyệt thầy đơn thì nó đã được hiển thị rồi ở đây mình cũng thể có thể quản lý danh sách người dùng có thể đổi trạng thái ẩn người dùng đi hoặc là không cho đăng nhập hoặc là hiển thị người dùng ra là phương tiện này mình có thể đổi trạng thái ẩn hiện nó lên rồi, hiển thị và hiển thị nó hiện ra không đây hiển thị thì nó đang ngồi trang chủ còn đổi trạng thái ẩn thì nó mất ok mình có thể quản lý cái đánh giá mình có thể hiển thị hoặc không cái đánh giá đi ví dụ xe này đang đánh giá 2/5 đúng không mình hỏi mình nó đi vì cái đánh giá dưới đây mất đi không hiển thị thì nó ra lại và sau khi mà đơn đăng ký rồi thì mình sẽ đăng nhập vào lại cái tài khoản hồi nãy với tờ khai về đây lại để được việc thì nó sẽ hiển thị thông báo là bạn đã trở thành đối tác sau đấy cái này sẽ xuất hiện một bài đăng đây sẽ tạo mất một bài đăng rồi thì sẽ về về quyền rồi cái quyền và một người tên sang máy làm sản xuất về 2021 chỗ cái mình hai cho về thì máy để phía trước cái này có thể chọn một ảnh rồi ví dụ còn một ảnh đó, một kỳ đấy ha loại là xe máy giá 1 giờ giá 1 ngày ngày thế là chắc 2.000 đấy thì thấy xe đi xe đi mình có thể lên Google đó đấy ví dụ mình bán Hồ Chí Minh đi mình chọn Hồ Chí Minh này copy cái file này mình qua đây mình ghé okay. À, nó sẽ hiển thị cái này thôi chúng ta sẽ có danh sách nếu có người thuê thì nó sẽ hiển thị lên đây sau khi ngân xong đó, thì mình phải phải đợi admin duyệt xin qua bài đó về duyệt mình phải vô lại thì còn admin đây máy pin phương tiện lại đây là chiếc máy bị vuông là ít mình phải đổi trạng thái rồi thì hiển thị thì ở bên kia nó mới hiển thị ha đây nó mới hiển thị chiếc máy ít ra
mình bấm nó ra. Ở đây chúng ta còn không có chức năng tìm kiếm, ví dụ như bây giờ tiếp đây chia bên này game con đen thì không có tìm ra họ kỳ mình quên rồi thánh quên rồi biết điều này thêm một chút của nó thế không phải đăng nhập vào biết thôi mình chuyển đổi có chuyển đổi đây mình có thể xóa được lợi đây có hiện địa chỉ map ở Hồ Chí Minh mình rất là xin ở đây ha thông tin chi tiết đúng không ví dụ bảo cơ ví dụ ngành nào ngành tháng bảy trẻ ví dụ mình cho ngày là trẻ ngày sáu gọi là C và mới đặt thành công mình vô đây này xe đến đây nó chỉ phát siêu xe này mới có chi tiết của chị người ta sẽ qua trang chi tiết thì tìm đây thông tin thuê chi ngày xe ngày nhỏ ngày trẻ và ngày đặt vé đây ha mình cứ vô thông tin về chủ tài khoản đấy mình đang chia lại tài khoản này mình bấm vô phần kỹ năng và đang danh sách phương tiện đây danh sách người đã thuê có một người đã thuê nhau sau khi thuê thì ví dụ mình qua đây không quên lên mình có thể đánh giá với đây tham sự của mình thì em rồi sau 4 sao luôn tốt thương thầy sao trẻ tốt nó phải 4 sao cho 5 sao không nó chia sẻ tốt ok là còn trình bày bài viết từ lái cảm ơn mọi người.